Các bạn thân mến, trong buổi phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ghé thăm một trong những trường đại học rất đặc biệt của Hàn Quốc, đó chính là Đại học Korea. Các bạn có thể nhìn thấy những cái kiến trúc mang tính chất biểu tượng của trường xuất hiện rất nhiều trên website, trên những tài liệu truyền thông hoặc là trên những trang Facebook của hàng ngàn du học sinh hoặc du học sinh tương lai khao khát trở thành sinh viên của Korea. Vậy Korea có điều gì làm nên sức hấp dẫn đặc biệt và chia sẻ của du học sinh MEP hiện đang học tập tại Korea như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi cái buổi trò chuyện ngày hôm nay để gặp du học sinh của MEP, để cùng MEP đi một vòng khắp Korea để tìm ra những điểm thế mạnh và hiểu rằng là liệu mình có cơ hội để trở thành sinh viên của trường đại học Korea hay không nhé. Các bạn thân mến, một trong những cơ may của du học MEP đó là đi đến bất kỳ trường đại học nào tại Hàn Quốc thì MEP luôn luôn được gặp gỡ những du học sinh cực kỳ xuất sắc và ưu tú của MEP, được nghe các em chia sẻ về quá trình học, trưởng thành, sinh hoạt tại Hàn Quốc cũng như quá trình hòa nhập của mình tại một nền văn hóa cũng như một nền giáo dục hoàn toàn mới. Ngày hôm nay khi mà đến thăm trường đại học Korea, một trong ba trường đại học xuất sắc nhất của Hàn Quốc, Top Sky danh giá, thì MEP may mắn được gặp lại một cựu du học sinh của mình, đấy là bạn Yến. Bạn Yến thì đi từ văn phòng MEP Hà Nội và Yến đã hiện là sinh viên khoa tiếng Hàn của trường đại học Hàn Quốc. Yến thì có một profile rất là xuất sắc trước khi bạn đến với đại học Korea, đó là Yến thì hiện đang công tác tại ngân hàng Uri của Hàn Quốc ở Hà Nội. Bạn cũng giữ một chức vụ khá là mình bí mật một chút đi liên quan đến nghề nghiệp của em. Một chức vụ rất là đáng nể tại ngân hàng Uri. Và Yến thì cũng đang là sinh viên thạc sĩ tại Việt Nam, nhưng vì cái niềm say mê với du học Hàn Quốc, vì say mê với trường đại học Korea, thì Yến đã xin bảo lưu, đúng không em, để đi du học Hàn Quốc. Và các chị ở MEP thì thường nói đùa là Yến là hai tay hai vũ khí, tức là em cực kỳ giỏi tiếng Hàn, bạn đã gần được đạt được topic 3 rồi, nhưng bạn thì do quá là bận công việc chưa bao giờ ngồi xuống thi, cũng như là tiếng Anh của Yến thì rất là trôi chảy. Đó là lý do mà profile của Yến khi nộp vào trường thì không gặp bất cứ khó khăn nào cả. Và chúng ta cùng nghe quá trình Yến đến với trường đại học Korea, quá trình bạn trải nghiệm ở đây, quá trình bạn trưởng thành và bạn cảm nhận như thế nào về trường lớp cũng như cuộc sống tại Hàn Quốc nhé. Chào Yến. Chào chị. Em có thể giới thiệu với các bạn một chút về bản thân này và về quá trình là mình đã đến và mình học tập tại đại học Korea như thế nào không? Chào các bạn. Mình là Yến, sinh năm 94 rồi. Thế nhưng mà vì là tình yêu với đất nước Hàn Quốc và con người Hàn Quốc nên là mặc dù thì cũng đang có một công việc khá là ổn định, nhưng mà mình vẫn quyết định đi sang Hàn Quốc để có thể nói là trải nghiệm thanh xuân thêm một lần nữa. Em nói rằng là sang Hàn Quốc để trải nghiệm thanh xuân một lần nữa thì đó là một cái ý rất là hay và các bạn đều say mê. Nhưng đằng sau một cái ý tưởng rất là lãng mạn đó là một nền tảng cực kỳ vững chắc của em. Với profile của em thì em apply vào trường nào cũng được cả. Nhưng chị hỏi em một câu rất là quan trọng là tại sao lại là Đại học Korea trong khi em có rất nhiều lựa chọn khác tốt ở Hàn Quốc hoặc là các nước khác trên thế giới? Các nước khác trên thế giới thì thực ra mình cũng nghĩ đến rồi. Thế nhưng mà vì là môi trường làm việc của mình tiếp xúc với nhiều người Hàn Quốc và tiếp xúc với nhiều văn hóa Hàn Quốc nên là mình cũng có nền tảng, cũng có gốc sẵn rồi, nên là mình muốn sang Hàn Quốc. Và cái trường, và trường Korea này là một trường có phong cảnh, như các bạn đã thấy là có phong cảnh rất rất là đẹp. Như mơ. Và là một bài thơ. Đúng rồi. Thế nên là, và cũng là một trong top 3 trường đại học của Hàn Quốc. Khi mà nghe Korea cái là mình đã rất là thích rồi. Yến là trái tim là chỉ gọi tên Korea thôi. Đấy là lý do mà khi vào Yến nói với các chị là em chỉ đi Korea. The one and the only, no other option. Đấy là lý do mà Yến luôn luôn nói như vậy. Vâng. Và chúc mừng em vì em đã đạt được điều mình mong muốn rồi. Thế thì khi mà em sang đây em học thì em có cảm thấy rằng là lựa chọn của mình là đúng không? Đúng như những gì? Đúng rồi, hoàn toàn đúng như những gì mà mình đã mong. Mặc dù khi mà mới sang thì trường này có rất là ít sinh viên Việt Nam nên là cũng gặp một chút khó khăn trong trong cái việc mà đi học và công tác các thứ để chuẩn bị nữa. Thế nhưng mà cũng được các anh chị ở bên du học MAP và mọi người ở trung tâm tiếng Hàn của trường Korea hỗ trợ rất nhiều nên là cuộc sống của mình ở bên này cũng khá là dễ dàng. Khi mà em vào trường thì là mình sẽ có thi xếp lớp đúng không? Đúng rồi. Em bắt đầu học từ lớp mấy khi vào đây? Em bắt đầu học từ lớp 2 ạ. Từ lớp 2 đúng không? Bật mí với các bạn là thực ra ở Việt Nam thì nền tảng tiếng Hàn của Yến cũng rất là tốt rồi. Và do là quá bận công việc bạn chưa giờ đi thi, nhưng thường điều kiện của em lúc đó là qua kiểm tra của thầy cô giáo thì mình đã gần đến tập topic 3 rồi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ.
Thế thì gần như là mình đã có một cái bước tiến khá là dài trước khi sang trường học tiếng Hàn rồi. Vậy kế hoạch của em gửi Korea là như thế nào? Khi mà kết thúc lớp 2 ở đây thì mình có tham gia một buổi gọi là một buổi ngoại khóa của trường. Thì khi ấy mà nhìn thấy các bạn tốt nghiệp lớp 6, tốt nghiệp lớp 6 được lên nhận hoa và mặc những cái tà áo dài của Việt Nam thì mình cảm thấy rất là tự hào. Nên là mặc dù trường này thì các bạn sinh viên hầu như chỉ học đến lớp 4, lớp 5 thì sẽ chuyển lên chuyên ngành. Nhưng mà mình thì quyết tâm mình sẽ học đến hết lớp 6 để có thể lên nhận hoa, nhận quà và có thể mặc được tà áo dài Việt Nam quảng cáo đến các bạn thế giới. Tức là mục đích trước mắt của mình là phải là qua lớp 6. Đúng rồi. Và phải giữ lại tốt nghiệp. Đúng chứ rồi. Không lớp 4, lớp 5 là dừng lại. Mà chị biết là thực ra Yến đi học được là một nỗ lực cực kỳ lớn của em. Do cái vị trí mà em đang nắm giữ ở Việt Nam rất là quan trọng. Nên là hàng ngày bây giờ đi học thôi nhưng mà sếp vẫn gọi về là đi làm đúng không? Do mình thiếu nhiều cái vị trí chủ chốt ở cái chỗ làm. Dạ. Và Yến cũng là một nhân viên xuất sắc nữa. Không phải chắc cảm ơn chị. Gọi về đâu. Thế thì hàng ngày thì việc đi học của em là em học sáng hay học chiều, một ngày em học mấy tiếng? Dạ em học buổi chiều, một ngày thì học 4 tiếng, từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật thì sẽ được nghỉ. Đấy nhỉ. Thế thì em có thể nói đôi nét và em so sánh giữa giáo trình học tiếng của trường mình với các trường khác nếu em từng đọc qua và cái phương pháp dạy ở Korea so với dạy tiếng Hàn ở Việt Nam em đã từng học qua là như nào? Dạ, giáo trình dạy tiếng Hàn ở Korea là chém ít nên. Thì khi ở Việt Nam thì em cũng học qua giáo trình này rồi nhưng mà thực ra để mà so với phương pháp giảng dạy ở Việt Nam với ở bên này thì nó khác nhau hoàn toàn. Ở bên này thì mặc dù là giáo viên 100% là người Hàn nhưng mà cái cách mà họ giảng dạy và truyền đạt thì rất là dễ để mình có thể hiểu được. Vâng, để mà ghi nhớ sâu được. Thế nên là học ở bên này và học ở Việt Nam thì khác nhau rất là nhiều. Đấy là cái ý đấy của em rất là quan trọng mà chị muốn nhấn, bởi vì là nhiều bạn học sinh, đặc biệt là những bạn học sinh nhỏ tuổi ấy, mới tốt nghiệp thì luôn luôn hỏi mép một câu là thế em sang đấy có giáo viên Việt Nam dạy em tiếng Hàn không? Thế thì chị lại cứ phải giải thích lại là chắc chắn không có giáo viên Việt Nam. Vâng. Vì mình đi Hàn mình du học mà. Vâng. 100% giáo viên của mình sẽ là người Hàn. Các bạn tá hỏa nhá, đúng từ là tá hỏa. Rồi chết rồi, thế thì làm sao mà em hiểu được? Vâng. Nên chị luôn phải giải thích các bạn là các bạn yên tâm, bởi vì các thầy cô ở những trường, đặc biệt là những trường mà có profile cực kỳ xuất sắc như Korea thì họ đã dạy hàng cả ngàn cả triệu sinh viên quốc tế học tiếng Hàn rồi. Vâng. Nên vấn đề về phương pháp là vấn đề chuẩn. Tức là học sinh Việt Nam của mình đôi khi còn học trước chứ các bạn nước khác là hồng họ học tiếng Hàn trước giờ. Đúng họ rồi. Sang đây họ bắt đầu từ A vừa cơ. Vâng, nhưng mà các rồi. Thầy cô vẫn có cái khả năng dạy để các bạn tiếp thu và nắm bắt rất là nhanh tiếng Hàn. Nên là các bạn yên tâm là mình chắc chắn là sẽ không có và không cần có thầy cô giáo Việt Nam ở đây. Nhưng các bạn sẽ có những thầy cô giáo cực kỳ xuất sắc để dạy các bạn và các bạn có thể hiểu tiếng Hàn, nắm bắt chỉ cần các bạn học chăm thôi. Vâng, đúng rồi. Chị thấy em học rất là giỏi, điểm đi rất là cao. Thế bí quyết học giỏi ở một trường khó như Korea là như thế nào? Trước hết là phải lên lớp đều. Đúng rồi, bạn nào cũng nói là phải lên lớp đều. Đúng rồi, và nếu như mà thầy cô giảng dạy mà có gì mà không hiểu thì các bạn nên hỏi lại luôn, vì thầy cô ở đây rất là sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn nếu như mà có gì không hiểu. Một trong những điểm là sinh viên Việt Nam mình rất hay ngại và không có thói quen đặt câu hỏi. Vâng. Thế em làm sao để vượt qua cái trở ngại đó và để hỏi là cô ơi em không hiểu chỗ này, em không hiểu chỗ kia, cô giảng lại giúp em với. Dạ. Vì trước khi sang đây là mình xác định là mình sang để học tiếng Hàn. Thế nên là mình muốn và mình cần phải hiểu tất cả những cái gì mà mình không biết về tiếng Hàn. Thế nên là không cần phải ngần ngại đâu. Việc thi của em thì đây như nào? Thi có khó không? Và có phải cứ trong đèn học đến mức là thâu đêm suốt sáng không? Không đến như thế đâu. Vì là qua từng bài thì thầy cô cũng làm cho mình hiểu và ghi nhớ rất là sâu. Thế nên đến kỳ thi thì mình cũng không cần phải trong đèn như... Không cần phải... học gạo. Đúng rồi. Đúng rồi. Không cần phải thâu đêm suốt sáng đâu. Như vậy là các bạn có thể nghe chia sẻ của bạn Yến. Việc chăm chỉ là việc quan trọng nhất. Và thứ hai phải đặc biệt tập trung. Vâng. Bởi vì những kiến thức mà thầy cô cung cấp cho mình ở lớp, nếu mình tập trung và mình thu nhận được thì đó cũng là một phần rất là tốt để mình về nhà mình không phải quá tập trung vào việc là cứ chỉ ngồi học chăm thôi. Thì đó là những cái ý mà các bạn có thể thu nhận và ghi nhớ nhé, nếu mà các bạn muốn học tốt và muốn trở thành sinh viên của trường đại học Korea như là bạn Yến ở đây. Thêm một điểm nữa là ngoài việc đi học thì những cái sinh hoạt và những cái hoạt động văn hóa dành cho sinh viên quốc tế ở trường mình thì như thế nào em? Dạ vâng, trường mình thì cũng có khá nhiều hoạt động. Ví dụ trong một kỳ thì sẽ có khoảng 2 đến 3 buổi mình sẽ có những cái buổi lễ. Và trong một kỳ thì mình sẽ có một buổi ngoại khóa. Thì kỳ vừa rồi mình đã đi Lotte World. Còn kỳ này thì có lẽ là sẽ được đi đảo Nami. Chắc là có rất là nhiều khung hình đẹp mà mình có thể giữ lại làm kỷ niệm ngon. Dạ vâng. Em Facebook chia sẻ với các bạn. Dạ.
chúng ta thì vừa nói về việc học rồi nhá. Bây giờ mình nói một chút về cuộc sống và sinh hoạt xung quanh trường. Dạ vâng. Bởi vì đó là điều các bạn rất là quan tâm. Các bạn luôn nghĩ rằng là Courier là một trường số 1 rồi. Học phí cũng số 1 luôn, là một trong những trường mà có học phí rất là cao trong lòng Seoul. Dạ. Thế còn việc sinh sống quanh trường thì như thế nào? Khi mà mới sang thì chị có biết là Yến ở ký túc xá đúng không? Dạ vâng. Em có thể chia sẻ đôi nét về ký túc xá của Dark Courier, chi phí này, rồi là có khó để đăng ký không hoặc là như thế nào? Dạ. Vì là ký túc xá của trường Korea thì có giới hạn số sinh viên đăng ký. Đúng rồi. Nên là nếu như các bạn muốn ở ký túc thì cần phải đăng ký sớm. Và phí ở ký túc sẽ là 8 triệu Việt Nam đồng một tháng. Phòng sẽ ở 2 người. Khá là sạch sẽ và gần với lớp mình học. Vì là trường Korea thì rất là to và rộng. Thế nên là ở được ở gần cái trung tâm của mình học thì sẽ rất là tốt. Nếu không các bạn sẽ phải đi bộ rất là xa. Các bạn chuẩn bị tinh thần đi bộ nhá. Vì đi Hàn Quốc đi bộ rất nhiều. Về ăn uống thì thực ra ở bên này cũng không đắt hơn nhiều so với ở Việt Nam đâu. Mình có thể mua đồ nấu ăn được. So với ở Việt Nam thì mình thấy chi phí mà mua đồ nấu ăn ấy thì nó cũng ngang giá nhau thôi. Có khi nhiều cái hải sản còn rẻ hơn ở Việt Nam đấy. Vì họ có nguồn hải sản tốt đúng không? Vâng. Một trong những điều mà chị ghi nhận được các bạn là thường là học sinh ở nhà nghĩ là đi Seoul là đắt lắm. Vâng. Và nghĩ là bởi vì Hàn Quốc thực sự là một nước rất là giàu. Dạ. Và cái mức phát triển của họ cao hơn mình rất nhiều. Nên các bạn cứ nghĩ là nếu sống ở thủ đô, ở đất vàng thì chắc là cực kỳ đắt. Nhưng mà ở những trường mà chị qua, các bạn cũng ở trong lòng Seoul nói là nếu mà 10 triệu là hoàn toàn có thể thu xếp một cuộc sống tốt ở đây. Thế theo em thì em thấy điều đấy là như thế nào? Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến 10 triệu có thể hoàn toàn sống tốt được ở đây một tháng. Nghĩa là mức sống tương đương. Đúng rồi. Thậm chí đôi khi mình đi chợ hoặc là đi siêu thị cũng thấy rẻ hơn. Đúng rồi. Và khi mà đi chợ ở Hàn Quốc thì các cô Achuma hoặc là các chú ấy, thì khi mà thấy mình là người ngoại quốc thì thường sẽ cho thêm quà. Okay, tức là các cô đấy thì rất là nhiệt tình đúng không? Vâng. Nếu mà mình cứ chỉ thấy là du học sinh nói chung là cứ thấy ngoan, chào hỏi đúng những đủ, lúc nào cũng kỳ lễ phép thì họ rất là thương và vâng, họ quý. Đúng rồi. Sau khi mà ở ký túc xá xong thì em cũng có chuyển ra ngoài ở đúng không? Vâng, em vừa mới chuyển ra. Tại sao em lại lựa chọn không tiếp tục ở ký túc xá nữa? Vì là có một điều lưu ý là ký túc xá ở Đại học Korea thì các bạn chỉ được phép ở 3 tháng thôi. Sau 3 tháng thì các bạn sẽ phải, khi mà đã thích nghi với cuộc sống bên này rồi thì các bạn sẽ phải chuyển ra để cho nhường lại cho những bạn học sinh khóa sau. Tức là mình sẽ ở 3 tháng và khi mình ra ngoài thì em cũng ở gần ký túc xá đúng không? Đúng rồi. Thế cuộc sống mà ở nhà mới khác nhiều thế nào so với ký túc xá ở trong trường, em thử so sánh nữa. Thực ra thì nó cũng không khác nhiều đâu. Vì em thuê tôi cùng mức giá phòng đúng không? Đúng. 400.000 won là một phòng rất tốt, tức là cho một người là khá là cao ở đây. Thường các bạn sẽ ở tầm khoảng 250-300.000 won. Dạ. Bạn Yến hơi khác một chút. Thế thì việc đi chợ nấu ăn của em nói là mình cũng không gặp khó khăn gì vì mình cũng đầy đủ tất cả các gia vị đấy đúng không? Đúng rồi. Nếu mà mình có 3 điều mình muốn chia sẻ với các bạn du học sinh tương lai muốn trở thành sinh viên của trường Korea như Yến thì Yến chia sẻ với các bạn 3 điều gì? Để các bạn là gối đầu giường luôn 3 điều đó cho những kỳ nhập học tiếp theo. Thứ nhất là Korea là một trường theo mình và cũng nhiều người nữa đánh giá là một trường, phải nói là trường đại học đẹp nhất ở Hàn Quốc. Đúng vậy, cái này chị đồng ý. Và mình rất là tự hào với trường Korea. Thứ hai là nếu như sang Korea thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là dù các bạn ở Việt Nam có thể học khó khăn về tiếng Hàn đến mấy, học kém đến mấy thì sang đây các bạn cũng sẽ tiến bộ lên vèo vèo. Tức là phương pháp dạy đây là một điều mà em cực kỳ là đánh giá cao. Vâng, đúng rồi. Đừng lo lắng gì cả. Và nếu như có khó khăn gì thì hãy liên hệ với các chị ở Mark. Thì các chị thấy rằng là mình đứng trong một không khí mùa thu thế này, trước một khung cảnh đẹp như thế này và mọi thứ của Yến dần như đã được settle down rất là tốt sau 3 tháng rồi, thì đúng là em truyền tải ra một thông điệp là tức là đừng lo lắng gì và lúc nào cũng phải positive vào cuộc sống là một điều cực kỳ quan trọng ở một đất mới đúng không? Thì chị chúc Yến là em sẽ tiến xa hơn và tiến nhanh đến cái đích tốt nghiệp của mình như mình mong muốn. Đã. Để sớm thôi em sẽ trong tà áo dài với một cái niềm tự hào là sinh viên của Korea được tốt nghiệp. Và có thể là tính đến những cái dự định xa hơn về việc học cũng như là việc làm của mình. Là một cô gái rất là xuất sắc và tài năng thì chính là tương lai lúc nào cũng rộng mở với em. Và quan trọng hơn là em thì chưa bao giờ ngừng cố gắng cả. Đấy là điều các chị luôn thấy trong quá trình mà làm việc cùng Yến. Thì rất là mong sớm được gặp lại em tại Việt Nam, tại Hàn Quốc hoặc
tại một đất nước thứ ba nào mà em có dự định là bay tiếp. Và nếu bất cứ lúc nào mà em cần cái sự hỗ trợ gì thì các chị sẵn sàng ở đây lắng nghe và làm hết sức để Yến có cái bước tiến xa nhất trên con đường mà em đã lựa chọn. Cảm ơn em nhiều nhé. Cảm ơn chị ạ.